Tôi là Nguyễn Thị Bền, năm nay 46 tuổi, ở thị trường Hòa Bình. Tôi đến với CVG là nhờ vào cái dòng sản phẩm vô cùng tốt. Tôi trước đây là làm nghề, xin tự giới thiệu với cả nhà, tôi là trước đây làm nghề kinh doanh, làm nghề may đo và thiết kế thời trang hơn 20 năm. Và do đặc thù của công việc và cũng là do áp lực cuộc sống mà tôi đã mắc phải rất nhiều bệnh mãn tính, đặc biệt là cái căn bệnh mà tiền đình của tôi á. Tôi đã đi khám và điều trị tất cả các bệnh viện Đông Tây Y kết hợp. Tôi điều trị ở bệnh viện Bạch Mai này, bệnh viện 103 và bệnh viện tỉnh, nhưng mà đều không có kết quả. Thì đến năm 2020 sau khi mà mấy lần điều trị mà không ổn, thì thực sự lúc đó tôi rất là hoang mang. Bởi mình mới hơn 40 tuổi, chẳng nhẽ mình lại là gánh nặng cho gia đình hay sao? Thì may mắn cho tôi là biết được đến dòng sản phẩm CBG là do một người cháu giới thiệu. Thì khi mà tôi dùng sản phẩm đến bây giờ thì được là 8 tháng. Thì hầu hết những căn bệnh, bệnh tiền đình của tôi thì đến ngày thứ 3 là tôi hoàn toàn tỉnh táo ạ. Và những cái căn bệnh như là xương khớp rồi thì tôi bị đại tràng, dạ dày, rồi xoang, mũi họng, trĩ và u xơ tử cung. Thì sức khỏe của tôi thì hiện tại tôi cảm nhận được là nó sẽ cải thiện được khoảng độ 80% rồi. Đấy. Và cái điều mà may mắn và hạnh phúc hơn nữa đối với tôi là cái tháng 3 năm 2021 này, tôi đã cứu được một bà ở thôn Vó Cối, xã Vĩnh Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình, gần nhà tôi á. Là bà ấy có vấn đề về thần kinh nên uống thuốc diệt cỏ. Rồi, xin cảm ơn bác Bền đã chia sẻ những cái câu chuyện của mình khi mà sử dụng sản phẩm rất là tốt. Thứ nhất là chả cần